Vòng bán kết cuộc thi nữ sinh viên thanh lịch thủ đô năm 2019 là cuộc tranh tài giữa 30 thí sinh được lựa chọn từ 200 nữ sinh đến từ 80 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội trong vòng thi sơ khảo. Tại vòng bán kết, 30 thí sinh giới thiệu bản thân, phương châm sống, trình bày về những ước mơ, hoài bão trong tương lai và tham gia phần thi tài năng. 15 nữ sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tham gia các hoạt động tiếp theo của cuộc thi trước khi đến với đêm chung kết được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục về lịch sử, truyền thống, những giá trị văn hóa, vẻ đẹp thanh lịch của sinh viên Hà Nội. Đây cũng là sân chơi vui tươi, lành mạnh, môi trường để sinh viên Hà Nội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng ứng xử, thuyết trình, sinh hoạt nhóm, góp phần định hướng giá trị thẩm mỹ về nét đẹp trong học đường.